Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Giacôb sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, tất cả anh chị em rất thân mến. Ngày nay khi nói đến từ gia trưởng, người ta thường nghĩ ngay đến một người đàn ông độc đoán, cứng nhắc, kiêu ngạo, áp đặt ý chí của mình lên người khác. Thật ra bản thân gia trưởng chỉ có nghĩa là người chủ gia đình. Đối với các gia trưởng Công giáo, mẫu gương tu thân tuyệt vời của Thánh Giuse bổn mạng, đáng để chúng ta suy gẫm và thực hành. Ngài đã sống một cuộc đời bình thường của một gia trưởng, cầu nguyện và lao động để bảo vệ, nuôi dưỡng gia đình thánh gia tại Nazareth. Thánh nhân đã cầu nguyện liên lỉ suốt cuộc đời. Ngài luôn kết hiệp với Chúa, đặc biệt là những khi gia đình của thánh gia gặp phải sóng gió. Nhờ đó Ngài đã luôn nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Khi lo âu buồn phiền, khi mừng vui hoan hỷ, Thánh Giuse đều đến cầu nguyện với Chúa để đón nhận thánh ý của Ngài. Trong xã hội hiện đại, vai trò gia trưởng được thể hiện đa dạng và có nhiều thử thách khắc nghiệt hơn. Thật khó để chu toàn nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành gia đình mà không bị mang tiếng là có thói gia trưởng. Có người nói rằng một người chồng tốt có thể là một người cha tốt, nhưng một người cha tốt chưa chắc đã phải là một người chồng tốt, và cả hai trường hợp chưa chắc đã là một gia trưởng tốt. Vậy hôm nay mừng lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam, bổn mạng của nhiều thành phần trong Hội Thánh, chúng ta xin Thánh Giuse bổn mạng phù hộ cho các bậc gia trưởng, để họ có thể xây dựng gia đình của mình thành một cộng đoàn thờ phượng, thành một ngôi nhà hiệp thông, thành một mái ấm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu khi thi hành những trách nhiệm là chồng, là cha và là chủ gia đình, để cùng cộng tác với nhau xây dựng nên một gia đình đầm ấm hạnh phúc theo gương gia đình thánh gia mà Thánh Giuse là người gia trưởng thật là tuyệt vời.